Ăn gì khó có quan lo, tập 11. Dạ chú ơi, chú có muốn ăn một cái món gì mà chú tiếc tiền không dám mua không? Bây giờ là chú chỉ còn thêm cái mì. Mà chú thích ăn món gì nó đắt tiền hơn không? Con có thèm cái món mà mấy cái món nào mà đắt tiền. Chú thèm mấy món bình dị hả? Vậy chú biết chỗ nào không con lại con mua chú ăn? Ở Tuấn Thành nha chú, dài dài rồi cái chỗ trường đại học sư phạm. Bây giờ mình đang đi theo chú đến một cái quán ăn cơm sườn hoặc là hủ tiếu mì nào đó mà chú yêu thích. Cơm bình dân thôi. Chú ở của mình à, cha mẹ rồi anh em kia mọi người nào ấy đi tứ tán đó rồi. Lối chú không có về nhà, chú ngủ hoài trên xe luôn, trên xe luôn. Ngủ đó để chưa khuya đó, mình đi lại chỗ chợ cho nó gần đó. Thấy giờ xe nó về nó cắt lên. Ăn gì khó có quan lo, tập 12. Bà có muốn ăn một cái món gì đó mà bà tiếc tiền mà không dám mua không? Bây giờ bà không thích ăn cái gì hết. Tụi con lại đây là bà vui rồi. Bà muốn sữa không? Bà muốn hộp sữa anh Thu hồi nhỏ nhỏ quá đó. Đợi con xíu con đi mua quay lại liền. Con gửi bà. Trời ơi. Bộ quá vậy con uống nhiều coi giùm quá không đó. Dạ không có nhiều hả? Uống cho nó khỏe. Uống ừ, uống khỏe dạ. Hôm đó bà bệnh đó, bà nằm nhà tôi con bú á. Cái bà kia kìa bỏ bên Mỹ nó về. Bà cũng cho bà một rồi nè. Mà bà mệt quá, cái bà bỏ uống một khỏe. Cái bà để dành. Bà để dành đủ thì con ăn gì khó có quan lo, tập 13. Chị có một cái món ăn gì đó ngon nhưng mà chị tiếc tiền chị không dám mua. Món gì cũng muốn ăn mà cứ tiếc tiền không dám mua thì có chứ. Tiền đâu mà ăn thịt bò em, mắc lắm. Ở mình là chị ở trọ, sáng 2 giờ dậy làm xong rồi đi xuống mà vô mà phải buồn chứ. Biết chừng nào làm tới chừng nào mới được nghỉ ngơi. Ăn sáng, sáng thì có thể ăn gì đó, ăn bánh mì nó là ăn gì đó em, thịt rưa thì mấy lúc rồi ở dưới kia nó cho cơm thì có bữa thì chị ăn cơm. Bữa cho con trai nhé. Chị đợi em xíu nha, em mua mày lại liền. Khi mà mình nói chuyện với cô thì nghe cô nhắc nhiều về cái thịt bò, cho nên là mình sẽ mua thịt bò cho cô ăn. Cảm ơn cái. Cô ơi, con gửi cô. Em mua cho dân như vậy. Cô mua 2 phần bò bít tết cho cô. Ăn gì khó có quan lo, tập 14. Cô có thích một cái món ăn gì đó mà mình tiếc tiền không dám mua không? Đồ mặn không ạ? À? Không có chay hả? À? Không, cô thích ăn cái gì cũng được hết. Cô có thích một cái món chay nào không? Món chay nào ngon nhất là cà ri á. À. Cô đừng có đi quá xa nha, con đi kiếm giờ con lại đây cho cô. Bây giờ mình sẽ đem cà ri cho cô nha. Mà cà ri đồ chay nha mọi người. À không phải là cô này. Cô ơi. Con gửi cô món cà ri. Ai nói gì cậy mình buồn buồn chút mình bỏ qua mình đừng có nghĩ trong bụng được rồi. Ăn gì khó có quan lo, tập 15. Không biết là bà có thích ăn một cái món gì kiểu như tiếc tiền không mua cho bạn. Bà ăn mì gói xào hoài bà cũng làm gì cái khẩu vị bà nó quen rồi. Nên tụi con đừng có giúp bà miếng ăn. Chú đó chú đợi bà để ngày mai mùng 1 chú chở bà đi về. Về đâu ạ? À? Về con về cháu ạ. À. Mấy chục hộp kia giờ có bán được đâu. Ai bị uống lụng hộp dịch lộng thì tội. Cái đó là bà lãnh đi. Nhưng mà nếu mà bà không lụng dịch lộng là gia đình là bà nói thật lòng. Hồi đó bà bị dướng rồi. Dễ là mới vừa 49 ngày. Con gái bà